cha mình chiên chả giò cả nhà. Chiên chả giò cả nhà ơi, quá thật. Đây mình có rau cần, với với rau màu ví nè đây, mình cắt cho cần cái màu ví để vô. Chả giò ở đây mình làm có khoai môn nè, có dêm nè, rồi có cà rốt nè, rồi có mắm chăm cô, rồi nó tèo.
làm việc chiên luôn. Nhiều này chứ nấu nhiều lắm như thế sao này là nấu nhiều.
sách chuyên về lấy mình họ ví dụ yên là hay được carrot hay là nó trồng món cu la hay là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây, sản phẩm của tôi đây, mời cả nhà, ngon lắm. Thơm quá, nó có cái rau cần với màu bí. Vừa ăn quá. Da nó giòn, vừa ăn chứ không mặn, vừa ăn. Cái bánh chén là mình giống bia chiên thơm lắm, nên bà con mình nó ăn rồi bán cái nó mình cuối cùng làm bia. Xà bông con để nước nhiều, con xà bông để vô là nó nhiều nước quá không có rửa được đâu. Đã khi cái xà bông nó còn bỏ ít nữa, không cần nước nhiều, tắm không lo đâu, rửa cái đó rồi đi tắm đi nha.
thơm quá. Là bắp tiêu vô bột nêm rồi nước mắm muối, tí nước mắm này nha, rất nhiều nước mắm nó hôi lắm, rất ít nước mắm. Bữa nay thì mưa lớn, mình đi học về mình nó đi xe bus nha, mình đi xe bus sao nó chở mình đi mất tiêu, đi xa mình không biết đường xuống, là đi xa mình không biết xuống, không biết về nhà đâu nha. Đi bộ đi nha con, đi bộ. Nãy mẹ tưởng con mình đi xe, mẹ sợ, mình sợ mẹ đi lạc không biết đường về, tại cái xe 53 á là nó đi tới Pison á, hiểu không? Còn một bên kia là đi tới đằng Thanh Nghi Airport á. Tôi đi tour xong à, tôi đi tour thì đi đi Amokyo, rồi tới Amokyo mình không biết đường xuống, mình đứng mình thấp lên, cho nên đừng đi xe biết không, đi bộ đi vòng có làng mét về về, về đi qua bên IDMC cũng để đi đồng đàn ơi trần sư thọ rồi đi lại IDMC đó, mình đi vòng từ nét đi lại IDMC bên đường nè, cái mình đi bộ về, đi bộ ngang lộ hiểu không? Yeah. Mai đen thì đừng có qua, đứng bên bên mà đó đợi, bên IDMC đợi, hiểu chưa? Hiểu không? Không có lai đi thì đi qua đường, còn mà đi con xe, con tiền xe nha. Làm kiếm tiền á không có vui, không có vui là gì biết không, đi vô làm gặp những người mà khó chịu á, mình bực bội á, mình không có vui, chán, làm kiếm tiền cái đó cũng có đâu có kiếm cả, giăng tay nữa.
làm được hai cuốn nữa. Để cuốn á, cái này là đẹp. Đây bây giờ mình được cuốn như đây là cái làm trái giò mình để thêm cái này này cho cả nhà. Một phần thì mình để cái dòng mè, còn không để. Không có dòng mè thì ăn theo kiểu Việt Nam, còn có dòng mè thì ăn theo kiểu người Sinh. Thơm lắm. Hồi xưa mình đi làm á, bắt nhà hàng. Nhà hàng Việt Nam á. Ta cũng để dòng mè vô. Có giò. Mình học hai cách, một cách mình để bên đây là mình để cái gì đó, cái dầu mè bên đây không có để, mình để tiêu vô như cả nhà, tiêu vô nó mới ngon. Bao nhiêu đây nhiều lắm. Thì trái giò làm nó nhỏ mà, còn mình ăn á mình làm cho nó bự như thế này. Một cú mà đây quả đây. Cả nhà dễ làm lắm cả nhà.
nhiêu đây cho nhiều lắm, cho chuyên chế thì tua mình không chi bên hai giờ bao pì thì cho chuyên chế chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.